Xin chào các bác. Em mới về được lô loa karaoke nữa. Dòng loa karaoke dòng DK này thì các bác biết rồi. Quá nổi tiếng rồi, khá là nổi tiếng. Sau đây em sẽ giới thiệu cho quý vị cái dòng loa DK này. Ngoài ra thì em có giới thiệu cho các bác dòng loa. Đây là dòng loa. Quay lại luôn nói cho nó dễ. Đây là con loa gì đây? Con loa B3. Một con là DK và một con là B3. Đấy. Dòng loa B3 này là B3. Dòng loa quả trứng các bác nhé. Dòng loa trứng này. Dòng loa quả trứng này. Đấy, B3. Và dòng loa này là dòng loa DK Bass 25. Có những cái mức giá các bác thì còn giật mình luôn. Hôm nay em bán cho quý vị 3.9 triệu một đôi. 3.9 triệu một đôi. Các bác xem ở đâu có được thì các bác lấy. Còn đối với em là 3.9 triệu, em nói thật các bác là không thể kiếm ở đâu ra được. Không kiếm đâu ra được. Đây là đôi loa DK này. Về củ loa thì báo cáo bác đây. Củ loa DK thì báo cáo là hàng DK thì hàng made in England rồi. Đúng, củ loa. Đây. Củ loa DK. Củ loa dòng loa DK đấy. Đấy. Về trong lõi phân tần của em nó đây. Đều dập DK. Các bạn nhìn này. Đều dập DK vào tất cả phân tần luôn. Các bạn nhìn chưa? DK audio. Con này thì khỏi phải nói rồi. Báo cáo các bác là không có nhiều đâu ạ. Nhanh tay thì đến lượt. Với mức giá 3.9 triệu em khẳng định là không thể mua được ở đâu. Được chưa? Em quay chi tiết cho các bác này. Loa DK các bác nhìn nhá, đây này. Nó dập DK cả tất cả trên phân tần luôn, made in England nhá. Trên phân tần các bác nhìn đây chưa? DK audio này, made in England này. Và tất cả những con tụ nhỏ kia đều dập DK hết. Đây này. Đấy. DK audio, được chưa? Đấy, kể cả bìa phân tần họ dập hết. Đây cổ loa. Con này là Bass 25. Bass 25. Được chưa? Bass 25. Và cái đặc biệt hơn là các bác nhìn này, dòng DK này nó lại chơi khác người. Con bên này tép khác này. Con nhìn con tép chưa? Con bên này tép dưới DK. Được chưa? Con bên này con tép made in England DK này. Con bên này tép khác này. Super. Nhưng con bên này lại cũng khác luôn. Bác thấy con này lạ chưa? Con bên này như kiểu là con trung. Đây em thấy rất là lạ. Cái dòng loa này mới về một lô này. Được chưa? Để kiểm tra, chưa kiểm tra hết. Nhưng mà đây mở con ra đây nha. Đấy, các bác nhìn thôi. Ô, con này nó chơi theo kiểu trung rồi bác ơi. Con trung rồi. Đây. Nó chơi theo kiểu giải trung. Đấy, lời. Nhìn thấy chưa? Bác có thấy con loa nào lạ như này không? Này. Loa tép này. Gân vải. Đấy. Tép thì đây mới là tép cơ. Đấy. Nhưng bác thấy lạ chưa? DK. Còn các bác nhìn logo của em nó đây. DK. Với báo các bác đôi này, lô này 3.9 triệu. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhanh. Nhanh kịp 3.9 triệu. Em đọc thông số phía sau nhé. Đây là thỉnh thoảng có những con nó chắc là dính vôi vữa hay sơn gì đấy, kệ đó, không sao. Đây là loa DK model OK101. OK101 trở kháng 8 ohm, độ nhạy 92+2 dB, công suất 180W. Các bác thấy những dòng loa có thương hiệu có bao giờ nó ghi watt ngất ngây lên đâu, đúng không? Thế thôi, nhưng dòng này thì khỏi phải nói rồi. 3.9 triệu ạ. 3.9 triệu một đôi. Đấy. Con nào như con nào. Này. Chân cắm đây, bằng đồng hết. Bằng đồng. Đấy là dòng loa DK. Được chưa? Quá đẹp. Về cái thùng loa, độ sâu của thùng loa nó 30. Chiều ngang của thùng loa này 1-2, chiều ngang 50. Và chiều cao thế này. Chiều cao 30. Loa 30. Tất cả đây, cái tấm thép của nó đây. Cái tấm thép của nó được bọc. Các bác nhìn thép nó đẹp. Cái vỏ bọc của nó cũng sang này nhé. Được chưa? Lớp nỉ. Quá là sang trọng.
3,9 triệu một đôi. Giá này không bao phí vận chuyển các bạn. Bác nào lấy được thì liên hệ với em. Có nhiều bác em báo trên kênh em tính em báo giá rõ ràng luôn. Họ lấy được liên hệ. Nhiều bác em bán hàng đến mức giá như thế này mà các bác còn được mặc cả thì em không biết trả lời nào. Được chưa? Đấy. À, có về được gần 20 đôi. Gần 20 đôi. Nhưng hiện tại chỉ còn chỗ này thôi. Đôi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn 8, 9 đôi thôi. Bởi vì là có cái đống này đây, nó đang đây này. Thì em đã chốt cho khách rồi. Chốt cho một số bác hay lấy buôn ấy. Thì em chốt luôn. Trong gói luôn, em không bóc ra nữa. Trong gói luôn, chốt rồi. Chốt buôn rồi. Chốt đổ buôn rồi. Đấy. Bác nào lên có nhu cầu liên hệ. Sang đến bên đây thì cũng có được mấy đôi loa trứng. Đôi loa này gọi là đôi loa trứng ấy. Trứng B3. À, con này là loa trứng B3. Dòng B3 thì báo cáo các bác là thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Đức rồi. Được chưa? Dòng này dòng xuất châu Âu. Dòng xuất châu Âu. À, đó là dòng loa B3 QS1000. B3 QS1000 Pro Karaoke các bác nhìn nhá. Xuất châu Âu nó ghi luôn Karaoke luôn cho các bác này. Chuyên Karaoke. Được chưa? Chở kháng 8 ohm. Công suất 150W, nặng 9 kg. Thì đối với cái dòng này này. Đối với dòng này thì dòng B3 này thì nó gọi là có tên, có tuổi, có thương hiệu rồi. Nhiều người biết lắm rồi. Quá nhiều người biết rồi. Nên em chỉ đi sâu vào là quay chi tiết cho các bác nhìn thông số như này. Được chưa? Chi tiết lõi vỏ loa rồi thân loa rồi là mọi cái. Còn về để hiểu biết về cái dòng loa này nhiều hay không thì báo cáo các bác là em thì cũng gà vịt vịt thôi. Em chỉ thích đam mê hoặc là thích sưu tầm loa để biết được nhiều loa và cũng sưu tầm cái chỗ nào nó rẻ nhất cho các bác hết mức. Thì với đôi loa B3 này thì bên em đang chào bán cho các bác là mức giá là 5,5 triệu một đôi. Cái dòng này thì các bác cứ đi tham khảo đi. Các bác cứ tham khảo hết tất cả các kênh. Các bác nên để ý hộ em nhé. Tất cả trên B3 đều còn cái tem này. Các nhìn cái tem này nhá. Hết nhá, nó đều có tem hết. Này. Các nhìn này. Đấy, quay chi tiết về em nói cho các bác. Để em mà zoom nó gần lên tí nữa đây. Đấy, để nhìn bằng thực tế. Nếu nhìn thực tế thì nhìn như thế này thì mới đúng thật. Bởi vì nhìn qua cái máy quay của em thì nó thu nhỏ lắm. Bình thường bằng mắt nhìn 10 nhưng trong máy quay, nhìn qua máy quay nó chỉ còn khoảng 7 thôi, 6-7 thôi. Đấy, nên để chế độ này thì nó sẽ nhìn bằng thực là đúng như thế này luôn. Đấy. Còn đây, còn về với con loa của nó thì cũng như hôm qua em đã giới thiệu cho các bác rồi. À, con loa này của nó là Bass 25. Loa Bass 25. Tất cả các ốc vít của nó đây, ốc lục giác hết. Và đối với dòng loa B3 thì báo cáo các bác là nó bắn, nó không phun đâu. Nó bắn bằng tia. Đối với lại một số mã loa đây các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đây các bác nhìn cái mác tem hộ em luôn. Các bác nhìn cái dập đây này. Tất cả cái mác chữ số in dập trên này nó đều rất là đẹp. Và đặc biệt là cái đường keo chỉ này thì các bác cứ tham khảo nhé. Dòng B3 là cái đường keo chỉ của nó, cái màu nó khác luôn đấy. Nó khác luôn. Riêng cái màu B3 này nó kiểu như kiểu là màu trái đất, còn zin hết luôn. Zin từ keo từ chỉ luôn. Kể cả đây, keo chỉ của tép. Keo chỉ tép hết. Đấy. Bao zin bao xịn cho các bác, nhưng mà gân thì thay. Chứ không thể bao zin gân được. Thì đối với dòng này là gân mút cũng bắt buộc phải thay. Chưa? Đây, gân Bass 25. À, riêng tép của B3 thì đây ạ. Riêng tép của B3 thì con nào nó cũng có một cái chấm ở giữa này. Lỗ chấm ở giữa. Con này thì lỗ thông hơi nằm phía sau. Và đối với dòng B3 này các bác ạ, B3 này nó là loa quả trứng thì nó thiết kế để treo, thiết kế treo. Thì cái e căng của nó thì nhìn thì nó hơi điệu. E căng của nó màu đỏ. Báo cáo các bác là đối với lại e căng này thì các bác có thể là màu trắng hay màu đen tùy các bác. Bởi vì là cái sơn để sơn cái màu vải này lại thì nó quá đơn giản. Nhưng mà đây là theo nhà sản xuất thiết kế của nó thì nó là B3, nó là màu đỏ. Còn là nhiều lúc nhiều bác thì bảo nó điệu quá thì điệu, các bác có thể về sơn màu khác thoải mái. Còn em thì em vẫn nhập về như nào để zin như thế ạ. Đây căng màu đỏ, vỏ màu trắng. À, mức giá 5,5 triệu một đôi. Còn dòng loa DK này 3,9 triệu. 3,9 triệu và báo cáo các bác là bác nào nhanh tay thì kịp. Bởi vì một đôi loa DK như thế này mà giá như vậy thì không có đâu ạ, không có. Em cũng gọi là
lấy gọi là 100-200 để cho nó xong việc, để cho nó thoải mái, để hết lô này em lại về lô nữa, bởi vì em còn nhiều lô nữa. Nhưng mà nên là các bác thấy giá như vậy mà các bác còn vẫn mặc cả thì thông cảm. Có em xin lỗi, có nhiều bác là cứ mặc cả mà giá của em nó thấp như vậy mặc cả, nên em bảo thôi bác thông cảm, bác cứ tìm chỗ nào rẻ hơn thì bác mua hộ em. Còn bên em thì giá đấy rồi. Ô, rất nhiều bác gặp cái trường hợp đấy rồi, nên là bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Bởi vì giá em công khai một mức giá đấy rồi thì đừng có mặc cả nữa, thông cảm. Bởi vì em đã cân đối hết rồi, em cân đối hết rồi. Chứ bán mà đôi loa này được có mấy đồng, có tí đồng mà các bác mặc cả nữa thì lỗ, thì ai bán kinh doanh trái chịu lỗ cả. Không chịu lỗ cả. Còn ví dụ như hôm nay ấy, cái lô này này em chỉ lấy lãi 100-200, thật ra là người ta lấy 500-700 cả triệu cơ. 100-200 là gì? Em muốn thì các bác để ý đến kênh của em, biết là người ta thì mất tiền mua like, mua đẩy bài. Em thì mất cái tiền đấy cho các bác, để các bác tham khảo rồi các bác theo dõi. À, kênh Hùng Tuấn này, hôm nay bán lô này nó rẻ lắm. Thì đấy, mời anh em vào xem. Chứ không phải là tự nhiên cái gì thế thôi, nó có hai mặt các bác ạ. Rẻ để cho các bác gọi nhau ở đây vào lô này mà mua nhanh của nó có này này. Rẻ để cho các bác gọi nhau đến, thì cái số lượng bài của em nó đẩy nhanh, nhiều người biết đến. Thế thôi, chứ còn không phải là tự nhiên em bán rẻ để cho không các bác đâu. Buôn nó phải có, buôn nó phải có lãi. Nhưng mà đến giờ là lãi nó không có nhiều, nó quá tí, có tí thì tí, thì các bác phải biết rằng là đi buôn như bác thế thôi, không bao giờ cho không. Nên thôi em không nói nhiều nữa, nói nhiều có lai dài. Tóm lại là bác là đừng xác định lấy thì liên hệ với em, 3.900.000 một đôi. Cảm ơn các bác.